Xin chào các bạn, đã quá lâu rồi ấy, Mai Phan mới trở lại và cùng chia sẻ những kinh nghiệm và những phong cách trang điểm mới hot hit nhất hiện nay. Hôm nay sẽ là một tông màu make up vô cùng dễ thương và cá tính cho các cô nàng yêu thích những tông màu trầm lạnh. Với tông màu trầm mát sẽ dễ dàng cho các nàng kết hợp cùng tất cả các màu sắc váy áo rực rỡ cho hè này nha. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bước đầu tiên, Mai Phan dùng nước hoa hồng làm sạch cho da mặt và độ ẩm nhẹ trong nước hoa hồng giúp da mặt mềm mại hơn. Tiếp theo là lớp kem dưỡng ẩm dạng gel tách dầu của hãng Clinique. Sản phẩm này cung cấp dưỡng ẩm nhưng không bị để lại độ bóng nhờn trên bề mặt da. Và Mai Phan thì rất là yêu thích sản phẩm này. Sản phẩm dưỡng ẩm này Mai Phan đã dùng từ cách đây 5 năm rồi và đến tận bây giờ thì vẫn rất là yêu thích sản phẩm này và vẫn lựa chọn nó. Với thời tiết hè nóng nực và một làn da dầu lỗ chân lông to như thế này thì chúng ta không nên bỏ qua một lớp kem lót kiềm dầu. Sản phẩm này sẽ giúp cho da mặt tuyệt đối không bị đổ dầu và đặc biệt là lấp đầy lỗ chân lông ngay lập tức, làm mịn bề mặt da, giúp cho chúng ta có được lớp nền mỏng mịn hơn. Vâng, một làn da dầu và lỗ chân lông to như thế này quả là khá phức tạp về việc lựa chọn sản phẩm cũng như là kỹ thuật xử lý lớp nền đó. Và Mai Phan sẽ sử dụng hai loại kem nền kết hợp pha trộn với nhau để có độ mỏng mịn và kiểm soát dầu tốt nhất cho da mặt. Với hỗn hợp của hai sản phẩm Clinique và Makeup Water Blend này sẽ giúp chúng ta hóa giải hết những nhược điểm và cho ta có một lớp nền siêu mỏng, căng mịn hết sảy. Các bạn lưu ý nha, khi chúng ta sử dụng kem nền kiềm dầu là những sản phẩm rất là nhanh khô khi được đưa lên bề mặt da. Chính vì thế mà chúng ta cần phải chậm kem nền thật là nhanh tay để kem nền mau chóng thẩm thấu vào da mặt. Và mình chỉ nên chậm đi chậm lại 1 cho đến 2 lần, vừa đủ độ bóng mịn là mình dừng lại ngay, chuyển sang bước khác nhé. Tiếp theo, mình sử dụng kem che khuyết điểm mắt của Clinique, xóa đi vùng quầng thâm mắt. Dòng kem che khuyết điểm dạng lỏng, mỏng nhẹ và tự nhiên sẽ giúp cho vùng mắt của chúng ta không bị quá dày và không bị hằn nếp nhăn cho những vùng này. Và mình sẽ tạo luôn phần sống mũi. Các bạn nào hay bị mắc lỗi phần tán sống mũi hay bị sần những vùng da ở đầu mũi thì hãy chú ý là nên chọn kem nền hoặc kem che khuyết điểm tối màu sử dụng cho những cái vùng tạo khối trên mũi nhé. Đảm bảo là sẽ mịn mượt và an toàn tuyệt đối, không để cho cái làn da chúng ta bị sần hay là bị bong chóc da chết ở vùng mũi nha. Và đương nhiên, tạo khối cho vùng góc má và xương hàm thêm thon gọn hơn là một việc mà không thể thiếu. Sau đó Mai dùng bông dặm lại cho lớp nền và kem tạo khối được tan mịn lại với nhau thật tự nhiên. Tiếp theo mình dùng phấn mát tạo highlight cho vùng chữ T sáng hơn và tạo cảm giác gương mặt được rực rỡ hơn khi nhìn từ xa. Và để khóa lại lớp nền thật là bền chắc và lâu trôi thì Mai Phan sử dụng phấn bột của Chanel. Sau đấy mình sẽ dùng cọ phủ phấn Bobbi Brown nhẹ nhàng phủ một lớp phấn thật là mỏng, vừa đủ làm khô và mịn lớp kem nền. Chưa hết nha, ngoài việc sử dụng phấn highlight lì thì Mai Phan sẽ sử dụng thêm một sản phẩm nữa, đó là highlight nhũ của Catrix. Một sản phẩm với giá thành vô cùng bình dân nhưng chất lượng thì có thể nói là rất tuyệt vời. Mình đưa vào những vùng cần tạo bóng trên gương mặt để có được một lớp nền căng bóng có thể soi gương được luôn nha. Đến với lông mày nào. Đối với cặp lông mày quá mờ nhạt như thế này, Mai Phan sẽ định hình lại dáng lông mày và tản bột đều phần đuôi. Và việc quan trọng nhất là chúng ta cần sử dụng chì để gẩy từng sợi mảnh đan xen màu nâu và màu đen lại với nhau, tạo
thêm những sợi lông mày giả giúp cho phần đầu lông mày thật là tự nhiên, giống như những sợi lông mày thật. Sau đó thì mình sử dụng kem che khuyết điểm xóa một đường dưới xương chân mày, giúp cho dáng lông mày của chúng ta thêm sắc nét và đẹp hơn rất là nhiều nha các bạn. Vâng, và đã kết thúc một cặp lông mày, nhìn thì tưởng là khó nhưng thật ra là rất dễ dàng phải không các bạn? Và chúng ta đến với cặp mắt thần thánh lần này nha. Bước đầu tiên thì Mai Phan sẽ sử dụng bay mắt để giúp cho màu mắt được bám lâu hơn và không bị bay màu hay là bị xuống tông màu. Tiếp theo thì Mai sẽ lựa chọn một tông màu cam trung tính, tán rộng và mịn hết phần bầu mắt. Sau đó sẽ là một màu nâu đất, tán phần đuôi và hốc mắt trên, tạo độ sâu cho đôi mắt. Phần này thì ta cần chú ý, khi lấy màu mắt xong mình sẽ đặt màu mắt từ điểm đuôi mắt và tán cho màu mắt tan ra thật là mịn và chuyển màu nhẹ nhàng ôm lên hốc mắt nhé. Với cách tán màu như vậy sẽ giúp cho đôi mắt thêm mượt mà và tự nhiên hơn rất nhiều. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng thêm một cây cọ dẹt nhỏ, nhấn thêm 2/3 đuôi mắt dưới, tạo cho khuôn mắt của chúng ta thêm độ sâu và to hơn nhé. Xong phần tán màu mắt rồi, Mai Phan sẽ sử dụng một cây nhũ mắt của Estella kẻ 1/2 bầu mắt, tạo độ sáng long lanh cho đôi mắt. Đôi mắt sẽ trở nên hút hồn và cá tính hơn rất nhiều. Và Mai thì rất là kết cái em nhũ mắt này. Tiếp theo thì mình sử dụng gel kẻ mắt của Tony Moly sẽ giúp mình có một đường kẻ mắt nước sắc lẹm. Khi kẻ mắt, các bạn chú ý chạm tay lên bầu mắt để giữ cho cơ mắt không bị chớp chớp và mình dễ dàng kẻ được đường mắt nước thật là sắc nét và gọn gàng các bạn nhé. Sau đó mình bấm lông mi cong và chuốt mascara cho lông mi thêm dày và giữ lại độ cong cho mi tốt nhất. Rồi mình sử dụng mí gen để dán cho đôi mắt được to hơn và sẽ to một cách rất là tự nhiên, không bị lộ đường dán mí như những cái sản phẩm mí thường nha. Với tông màu như thế này thì Mai Phan sẽ lựa chọn một cặp lông mi 3D hơi dày và có những sợi zig zag để cặp mắt thêm long lanh và cuốn hút, tạo độ cá tính cho gương mặt. Lông mi ở phần trên thì mình đã gắn rất là đẹp rồi và chúng ta nên nhớ là lông mi dưới cũng phải được chuốt thật là dài và dày hơn nữa nhé. Cuối cùng là phần chọn son môi nào. Thực sự là nhìn cái màu nâu nút này là đã quá trung ý với Mai Phan rồi đấy. Màu môi đâu cần phải cứ rực rỡ mới là đẹp phải không ạ? Lần này một tông màu nâu nút sẽ khiến khuôn mặt của bạn ấy sexy hơn rất là nhiều. Khi mà tan màu môi thì chúng ta sẽ cố gắng là tan màu thật là mỏng và thật là mịn. Với khuôn miệng như thế này thì mình sẽ tan hết viền môi và thậm chí là còn tan chườm ra ngoài một chút để khuôn miệng. Và chúng ta làm như vậy thì cái khuôn môi sẽ được dày hơn, sexy hơn và căng mọng hơn nữa nha. Và mình kết hợp một chút son bóng giúp cho đôi môi thêm căng mọng. Cuối cùng thì là một bước mà không thể thiếu được, đó chính là em xịt khoáng 3CE. Em xịt khoáng này giúp mình khóa lại tất cả các bước make up trên gương mặt và giúp cho làn da căng mọng hơn. Các bước make up đã được hoàn thành, các bạn cùng nắm lại thành quả của Mai Phan nhé. Hy vọng những chia sẻ lần này sẽ mang lại sự hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video make up của Mai Phan. Xin chào và sớm gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.